Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh của mình tên Việt Sốt Like 0969711141. Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại về showroom bên em cũng về rất là nhiều xe, mẫu xe khác nhau anh chị nhé. Giá thành tầm khoảng 100 đến 500 triệu quay đầu. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho bạn một mẫu xe 7 chỗ phiên bản số tự động anh chị nhé. Innova sản xuất 2009, phiên bản số tự động anh chị, không phải số sàn. Một con xe cực chất, cực nét cho anh chị bạn luôn. Anh em nào mà lấy có duyên lấy con này về đi rất chi hợp lý, phục vụ gia đình, chạy dịch vụ khá ok anh chị. Con này hiện tại đang mang biển 61L7893 anh chị nhé. Xe đang đeo biển Bình Dương. Về phần sơn xi thì bên em có tút táp về phần ngoài rồi. Nhìn đẹp lông lân luôn, phần sơn đẹp lông lân luôn. Sơn này không phải là ai cũng làm, thợ nào làm đẹp anh chị nhé. Tùy theo thợ và kinh nghiệm trong nghề. Người ta sơn thì lên màu nhìn đẹp. Tút táp lại phần sơn, kể cả bóng đèn pha hai bên luôn, bên em đến bóng lại luôn. Cửa nhìn khá là mới nha. Về phần cản trước thì được chủ trước người ta ốp hết rồi, mà chrome ốp ở trước này nhìn rất là sang và sáng. Xe còn giữ nguyên 4 số anh chị. Nó xe đẹp, cực đẹp luôn nha. Về phần sơn chi thì không thể chê được, sơn chi thì không chê được con xe này anh chị. Về sơn chi này. Về phần mâm lốp thì con này là 4 mâm đúc la răng, nhiều cần. Lốp gai còn khá là sâu. Cua lốp thì không có mục mọt gì nhá. Đây cua lốp này. Không bị mục mọt hay là bị hen rỉ gì. Đèn xi nhan tích hợp gương này. Đăng kiểm đến tháng 3/2021 chị nhá. 2021. Đó, sơn xi này. Sơn xi quá đẹp anh chị nhá. Không có một vết bên em tút lại rồi, không có một vết chảy về trước gì. Đó, kể cả phần gầm bệ đi. Đây gầm bệ này. Đó, gầm bệ là chắc chắn nha, không bị mục mọt gì. Đây. Đó, gầm quá đẹp luôn chị. Để 2009 mà để giữ nguyên cái bộ gầm này là rất là khó chị nhá. Tay thì được mạ chrome này. Viền cửa được ốp hết rồi này. Pin nhiệt dán và chắn mưa trang bị luôn anh chị nhá. Đó, xe này anh chị bạn lấy về đi thôi, không cần phải trang bị gì thêm. Keo chỉ thì rin toàn xe nhá, em xin phép không keo không quay phần keo chỉ. Em cam kết với anh chị các bạn là keo chỉ con này rin toàn xe. Em chỉ đi lâu hơn về cái phần nội thất cho anh chị các bạn, em quay chi tiết về phần nội thất cho anh chị các bạn xem. Đây nội thất này, cửa này, cánh cửa còn mới nha, cánh cửa còn đẹp so với cùng đời. Túp ly này, túp lô này. Xe trang bị hai túi khí hai bên. Vô lăng anh chị xem. Đó, vô lăng này không có một vết chày gì luôn anh chị. Anh chị xem nhá. Xe chủ đi giữ gìn bảo quản khá là tốt luôn anh chị. Củ số thì bên em có bọc lại cái da này cho nó đẹp xe. Còn bộ ghế này là ghế nỉ toàn xe nguyên rin. Nỉ rin nguyên xe theo xe anh chị nhé. Đó, mà chủ trước người ta còn giữ nguyên cái bộ ghế nỉ anh chị xem. Nó không có bị nhàu hay bị dơ gì luôn anh chị. Rồi phía trên trần á. Trần thì được trần nỉ, được bọc ni lông chống dơ hết rồi. Trần sạch sẽ, không có một vết dơ hết, vết chày gì. Một con hai xe 2009 mà được chủ bảo quản khá là tốt. Anh em nào mà kiếm được có duyên đi con xe này cũng rất là có duyên nha. Đó, xe rất cực đẹp luôn. Để kiếm một con xe như vậy rất là khó anh chị. Đây những con ốc này, còn cả Toyota này, ốc này. Đó anh chị xem, còn ốc bản lề này, chưa có dấu hiệu bản tháo hay xuống cửa gì. Đó, một con xe chủ bảo quản rất chi là tốt luôn chị. Cửa đóng rất khít khớp nha. Đây này, đóng nhẹ thôi, đóng nhẹ rất là khít khớp nha. Nó không có bị cánh hay là bị kêu cóp kép. À, rất là liền này. Đây. Đó. Nội thất sạch đẹp, ghế nỉ rin toàn xe. Đó, anh em nào mà có duyên lấy con xe này thì hết ý nha. Đó, mọi thắc mắc có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại 0969711441 hoặc kết nối Zalo số của em nhé. Khi xem kênh thì cũng đừng quên đăng ký kênh cho em để tìm cập nhật và theo dõi những cái mẫu xe hàng ngày. Và em sẽ báo một cái giá cho anh chị các bạn luôn nha. Con này là giá nó là 345 triệu bao rút hồ sơ cho anh chị các bạn. 345 triệu nha, bao rút hồ sơ. Đó, con này là bản số tự động nha, không phải số sàn, sản xuất 2009. Đó, sơn xi tút táp lại đẹp hết rồi. Nội
nội thất đẹp lung linh nguyên zin, gầm bể chắc chắn không một mọt. Đó, để kiếm một con xe rất là khó anh chị nhé. 345 triệu cho con cho mẫu xe Innova này. Đó, cái đặc thù cái dòng Innova này rất là rộng rãi. Chi phí vận hành thấp, sửa chữa cũng rất là thấp nha. Đây. Đây vô lăng này anh chị xem. Đó, quá đẹp anh chị. Đây. Cổ số này. Chê được anh chị. Máy móc nổ cực êm luôn. Đây. Đó. Máy móc không nghe một tiếng cò tiếng cam gì anh chị nhé. Thời hệ cho xe có hệ hỗ trợ hệ thống phanh ABS này, chống cho bao chống bao cứng, chống cơn trượt. Đó, những cái thân ngang chân chó này còn rin hết. À, nắp capo anh chị. À, còn nguyên tem nhé, không có dấu hiệu đâm đụng va quẹt gì. Đó, một con xe máy móc cực êm khô ráo sạch sẽ. Đó thì em đang rao bán con này là 345 triệu bao rút hồ sơ cho anh em nhé. Anh em nào mà thiện chí thì có thể điện thoại trực tiếp cho em tới tận nơi để xem xe, test xe thoải mái. Nếu thống nhất giá thì mua con xe này thì rất em cam kết anh hiện bản là đi rất là sướng luôn. Xe còn khá là mới. Đó, được túp táp lại rồi, khá đẹp. Mới so với tầm so với cùng đời anh chị nhé. Còn giống như xe mới thì không phải. Ý em nói là mới đẹp so với những con xe trước em đã từng bán anh chị. Cũng cảm ơn chị và bạn đã theo dõi video và cũng đừng quên nhớ đăng ký kênh cho em anh chị nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.